Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Mình tôi để bước mặt vào giấc mơ ao ước mà đâu biết làm phù vàng những sơn đất trời ngàn tình diệu đúng là với tôn lương mới đau nguyện thân trái mồ đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng mà tôi tiếc ta sẽ chẳng rời. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Là mình đây các bạn ơi. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá để có thể xem clip của mình. Chúc cho các bạn và gia đình của các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của một vị tướng sát thủ đã từng làm mưa làm gió một thời. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì vị tướng này đang bị lãng quên hoàn toàn trong những trận đấu danh. Đây là lý do tại vì sao mà rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng đó là Murat. Ngày hôm nay có cơ hội để đem đến cho tất cả các bạn đây để xem Murat leo danh có còn được bá đạo hay không và tìm hiểu lý do tại vì sao Murat bây giờ bị lãng quên quá và ít người chơi quá. Trước tiên từ điểm đầu game, mình đang cố gắng tập trung farm thật là nhanh để có thể lên được level 4 càng sớm càng tốt. Mà có Zata vị khách không mời mà tới. Zata ơi, mình tới rồi đây bạn ơi. Thôi, Zata vừa xong là đầu tư tốc biến chạy mất dép rồi các bạn ạ. Mình lại quay trở lại với con đường đó là farm và farm nhá. Cố gắng thăm ngàn kiệm ngân. Khi mà có được chiêu cuối thì chúng ta mới có thể là tung được ảo ảnh chám. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ rồi khai sẽ như. Ok, có bùa đỏ rồi. Hiện tại thì mình quan sát qua đường dưới đánh nhau ghê quá. Từ từ để cho mình di chuyển dần xuống đường dưới để có thể hỗ trợ cho team không biết là vơ vét được cái gì hay không. Nhưng mà có Zata thì chúng ta chém luôn Zata thôi. Cứ thế mà tích điểm là Zata bay à? Bay đi, bạn bay xong chưa? Bay xong rồi thì bây giờ chúng ta chém thôi chứ ngại ngần gì. Nào, mình xin một mạng đầu tiên nhá. Thơm quá các bạn ạ, thế là mình được một mạng rồi. Và ngoài ra thì mình thấy The Flat ấy bây giờ là còn nửa cây máu mà thôi. Bây giờ cứ tích điểm đi, tích điểm chán chê đi. Đấy, sau đó có cơ hội là mình sẽ lao thẳng vào chờ cái ảo ảnh chạm và kích hoạt chiêu cuối có luôn mạng thứ hai. Ok, như thế này là thành công rồi. Nhưng mà hơi đáng tiếc là vừa xong The Flat còn xíu máu mà bạn ấy vẫn bỏ về thành công các bạn ạ. Thôi mình về đây, căn bản yếu máu chúng ta về nhá. Nhưng mà bình tĩnh các bạn ơi, mình thấy Richter. Bây giờ thì lao vào cấu rỉa Richter thì hello Richter có siêu máu, trời ơi phí quá. Rất đáng tiếc Richter còn đúng một chấm máu nho nhỏ thôi, Richter vẫn về được. Bản thân của mình là hơi bị đen các bạn ạ. Thật ra thì các bạn thử nêu lý do tại vì sao Murat bây giờ các bạn không chơi nữa đi. Mình nhớ ngày trước ấy, nhà pick Murat, người người pick Murat và cái độ hot của Murat nó còn trên cả Nakroth cơ. Đấy, Nakroth và Murat ngày xưa ấy làm mưa làm gió một thời. Và đã có rất là nhiều bạn bet Murat rồi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì leo danh 10 trận thì may ra có một trận chúng ta bắt gặp Murat nhá. Còn nếu như mà không may mắn ấy thì chắc là 10 trận đấy không có một trận nào có Murat luôn. Vì thế này cũng không phải là bị cấm auto cấm thường xuyên, chả thấy ai cấm luôn các bạn ạ. Đấy, đấy là một cái lý do mà mình cảm thấy là hơi bị buồn tại vì sao mà các bạn không chơi Murat nữa. Mình chỉ thấy là Murat cảm thấy là lúc đầu game ấy hơi bị yếu, sát tường nó rất là nhỏ bé các bạn ạ. Ôi, có Zata,
ta yếu máu nhìn thấy mình chạy mất dép à? Bạn ơi cứ bình tĩnh, cứ tiếp mà chém thôi. Đấy, cắm thêm cái tê tái vào, sau đó chúng ta căn đam nhá. Sau đó ảo ảnh chảm, có mạng tiếp, mạng thứ 3. Vô cùng đơn giản, thế là có mạng thứ 3. Richter thì không dám vào cướp lại cái con bùa xanh đâu, thế nên mình cứ tranh thủ. Và sau đó lao ra cứu Diệp à, cho lên bạn. Ơ, trời ơi Lung Bùa ơi, bạn cái làm cái gì vậy? Thôi không sao, bây giờ tích điểm tiếp và sau đó tận dụng cơ hội, sau đó mình sẽ lao ra để có thể cứu Diệp Elsu nhá. Elsu ơi, ảo ảnh chảm này, đấy, mất nửa cây máu rồi. Đối với trang bị đầu tiên dành cho vị tướng Murad thì mình sẽ lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên sẽ là kiếm trì hồn, ngoài ra sẽ là giày kiên cường, thương xuyên phá, phước cập kiếm, nanh phân nia và giáp bảo mệnh. Đây là cái bí đồ rất là quen thuộc đúng không nào? Đây là cái ui của Zata, tôi chết rồi, bây giờ mình hết kỹ năng rồi các bạn ạ. Tiếp này thì thôi xong, bị chấm dứt luôn. Lúc mà mình ảo ảnh chạm xong vào Elsu, sau đó mình giật về là lúc đấy mình hết toàn bộ kỹ năng và sau đó Zata tận dụng cơ hội tiêu diệt mình nhá. Thế là mình chết mất một mạng, bị chấm dứt rồi. Cái build đồ mình đem đến cho mọi người ấy là cái build đồ dành cho các vị tướng sát thủ mà mình thường xuyên lên, ví dụ như là Kriknak chẳng hạn này. Đấy. Thế nên là mình đã thuộc lòng rồi. Lúc nào kiếm chi hồn, giày kiên cường, thương xuyên phá, phức hợp kiếm, nanh phi niên và giáp bảo mệnh. Nhưng mà cái build đồ, cái trang bị cuối cùng là giáp bảo mệnh ấy thì các bạn lưu ý, khi mà các bạn lên full đồ xong thì các bạn có thể là kiếm vàng và soạn sẵn trang bị liềm nhá. Bởi vì giáp bảo mệnh hết tác dụng thì các bạn sẽ bán thật là nhanh để lên trang bị liềm. Ok, đấy là về cách hack đồ. Bây giờ tạm thời điểm đầu game là mình cũng không bị thọt. Nói chung là mình vẫn có tiền, vẫn có vàng, vẫn xanh bởi vì ăn được 3 mạng và cũng farm rất nhiều. Nhưng mà không chỉ vì thế mà mình bỏ qua cái vấn đề farm đâu, vẫn phải farm nhá. Thật ra thì Murad từ điểm đầu game nếu như mà các bạn bị thọt ấy thì các bạn rất là khó để có thể chơi được. Cố gắng làm sao đừng để bị thọt thời điểm đầu game. Trời ơi, bây giờ thì mình sẽ tận dụng cơ hội lao thẳng vào The Flash. Úi giời, The Flash của Simon tôi chết rồi. Mình bị mắc lừa rồi các bạn ơi. Ui, trời. The Flash có xíu máu thôi các bạn ạ. Nhưng mà rất đáng tiếc là mình chết mất mạng thứ hai. Từ trước tới nay thì mình nhớ không nhầm, tháng trước thì mình mới làm clip về vị tướng Murad thì phải. Nhưng mà các bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng này nhiều quá. Có vẻ như là các bạn nóng lòng là để xem sức mạnh của Murad vào thời điểm cuối mùa leo danh có bá đạo hay không đúng không? Tính ra thì chúng ta cũng sắp sửa reset danh rồi, theo như thông tin là cuối tháng 4 này. Đấy. Ui trời, mình đã làm cái gì đâu mà vừa xong Zeta nhìn thấy bóng dáng của mình phát tốc biến luôn. Hiểu kiểu gì? Mình đâu có đáng sợ đâu mà Zeta phải làm như thế. Đường dưới đang có Elsu nhá, nhưng mà chỗ này hơi đông các bạn ạ. Thôi kệ, tiếp cận Elsu, mỗi tội nó cơ động. Rất khó để bắt được vào Elsu. Bây giờ chờ cho chưa một hồi nữa thôi. À, Zeta bay thẳng vào trụ như thế này là một sai lầm rồi. Tận dụng cơ hội này để mình có thể tiếp cận Zeta, lướt chưa một lên tiếp cận và chém có mạng của Zeta. Đấy. À, tiếp cả Richter, từ từ, tích điểm cái đã. Tích đủ điểm, sau đó chúng ta sẽ ao anh chạm. Có mạng double kill. Cứ feed mạng cho mình đi. Tin địch là cứ feed mạng cho mình đi, đấy là một sai lầm nhá. Ngoài ra mình ra mình dí luôn Ngộ Không này. Ngộ Không ơi, chạy đâu rồi? Ủa, Ngộ Không chạy nhanh thế. Để mà nói thì trong Liên Quân thì có rất là nhiều các vị tướng. Tướng nào cũng có điểm mạnh, tướng nào cũng có điểm yếu riêng. Kể cả Murad thì cũng không nằm ngoại lệ. Đấy, ui dồi, The Flash chưa gì đã cấu rỉa em rồi. Cứ bình tĩnh nha The Flash, lát nữa thì mình sẽ quan tâm bạn. Đặc biệt bây giờ mình sẽ di chuyển dần xuống đường dưới này. Vừa xong thì Elsu còn xíu máu thôi. À, Murad rồi rồi. Thôi em xin lỗi anh ơi, chưa gì mình mất nửa cây máu rồi. Mình đang thấy qua không phải đường giữa là Illumia đang bị Ngộ Không truy sát, mà Ngộ Không có xíu máu như thế này là cơ hội để dành cho mình. Anh ơi chạy đi đâu, chạy vào team em đây này. Chạy đâu, lên bản điểm số. Vô cùng đơn giản các bạn ơi. Ấy, cấu rượu ơi, từ từ đang có cả Zata. Bây giờ Zata cho bay xong đi đã, rồi sau đó mình sẽ cố gắng tiếp cận nhá. Lướt chưa một vào để tiếp cận, sau đó giờ một bé, hai bé, ui dồi ôi. Ngoài ra làm cái con Caesar nó thì ngọt các bạn ạ. Chưa gì thời điểm đầu game vừa xong là team mình quét sạch được team địch và mình cũng vừa vét được rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng có được kể cả Caesar luôn, chiếm được rất nhiều lợi thế. Cái điểm yếu của vị tướng Murad đó là khi mà các bạn tích điểm xong, các bạn lướt chưa một rồi sử dụng chiêu 2 kích quạt chiêu cuối tấn công đối phương. Sau khi sử dụng combo xong, các bạn kích quạt chiêu một lần nữa để các bạn giật về chỗ cũ. Lắm khi mà các bạn giật về cái chiêu một đấy, các bạn sử dụng chiêu một để giật về thì chắc chắn sẽ có một tướng địch đứng đấy. Hello, chào anh em đứng đây từ chiều, kiểu vậy các bạn ạ. Thế nên là các bạn cần phải lưu ý nha. Khi mà các bạn giật cái chiêu 1 về, cần phải chú ý xem là cái khu vực đấy có tướng địch đứng để chờ sẵn hay không.
Tại vì lắm khi ấy, các bạn sẽ bị bắt bài. Các bạn lao và các bạn tấn công, sau các bạn giật về là đối phương sẽ bắt bài và đứng im tại chỗ và chờ các bạn giật về sau đó chém thôi. Đấy. Khi mà các bạn giật về thì hầu hết là Muret sẽ không còn kỹ năng để có thể là phản kháng và tấn công lại đối phương. Đấy là cái điểm yếu của vị tướng Muret nha. Và ngoài ra nếu như để cho, nếu trong team có Muret thì các bạn cần phải để quái rừng cho Muret như mình, là mình sẽ tích đủ điểm sau đó mình lao vào mình ào ảnh chảm. Đấy, có quái rừng thì chúng ta sẽ tích điểm dễ hơn. Thôi thôi, di chuyển vào trong bụi, thế là Zata không bắn được mình. Lêu lêu, bắt làm sao được, a hi hi. Vô cùng cơ động. Phải có quái rừng hoặc là lính thì các bạn tích điểm trước, sau đó các bạn lao vào giao tranh, các bạn cấu rỉa bằng ảo ảnh chảm thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nào để xem, hiện tại mình tích đủ điểm rồi. Cướp chim thành công. Ok, tiếp tục là ra tích điểm tiếp nhá. Có quái rừng là chúng ta cứ tận dụng thôi. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm và sau đó lao vào giao tranh. Sử dụng cho ai kích quạt chiêu cuối. Ui ồ, giờ phát áp kìa. May mắn là bạn này có chiêu cuối chứ không quả đấy là bạn bốc hơi rồi. Tiếp tục là mình tích điểm nhá. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Đấy. Tiếp tục tích điểm thứ tư này. Ơ bị lag à? Mình đánh nó không chém này. Trời ơi bị lag dã man luôn. Để xem có ai ở đây không. Ao anh chạm. Không có ai rồi. Thôi chết rồi, mình bị bắt bài. Đối phương bắt vào cái bóng của mình. Giết làm sao được mình. Lêu lêu. Cố rỉa Richter này. Sau đó mình giật bóng. Đấy. Chờ đợi cơ hội nhá. Đội đội của mình cấu rỉa. Và sau đó mình sẽ lao vào thịt Richter. Đi đâu có sâu, một mạng huyền thoại luôn. Phải biết thả diều như thế. Combo dành cho vị tướng Muret thì mình cũng đã trình bày cho mọi người rồi. Các bạn tích đủ điểm, sau đó các bạn lao vào giao tranh bằng chiêu 1, rồi các bạn kích quạt chiêu 2, sau đó kích quạt chiêu cuối. Lưu ý là nên kích quạt chiêu 2 trước rồi kích quạt chiêu cuối nhá. Đối phương di chuyển vào cái chiêu 2 và chạm vào cái viền ấy, nó sẽ bị chịu sát thương rất là nhiều. Thì nó sẽ tối ưu được lượng sát thương tốt hơn và giật bóng về. Lưu ý giật bóng về thì các bạn cần phải quan sát qua cái bóng đấy có bị đối phương chờ sẵn hay không. Nếu mà thấy đối phương đang đứng ở cái bóng của các bạn thì các bạn không nên giật bóng về. Đấy. À có Richter thủ trụ. Kệ đi, bây giờ mình sẽ lao vào mình chém thẳng trụ nhá. Cảm giác Richter bất lực hoàn toàn. Đấy, cái trụ còn xíu máu thôi, lát nữa thì mình sẽ lên lấy trụ đấy sau. Nó còn xíu máu thôi mà. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần ra đường giữa để hỗ trợ cho team. Dù sao team mình cũng có trụ đường giữa rồi. Giờ flash ơi. Ồ, chạy nhanh dã man luôn. Giờ flash tính ra nó cũng lướt. Sau đó giật về nó cũng để lại giống như kiểu cái bóng của Murat vậy. Nào bây giờ mình sẽ lao vào chém và tích điểm nhá. Richter chắc chắn lần này không về được. Kích quạt chiêu cuối. Ao anh chạm có mạng. 10 mạng rồi. Chờ kỹ năng rồi. Ui dồi ôi, giờ flash còn xíu máu thôi các bạn ơi. Giật về này. Này thì giật về. Lên bản điểm số double kill. Mình đoán thôi mà, giờ flash lao lên đấm sau đó giật về giống như kiểu Muret lao tới xong giật bóng về đấy. Ok, tranh thủ là mình sẽ ép luôn cái trụ đường giữa này nhá. Khi mà team địch không có ai ra thủ cái trụ đường giữa này. Trời đất ơi, Elsu làm cái gì đây? Xử lý luôn, lên bàn điểm số. Chả hiểu kiểu gì, thường thường mình không đi bắt bạn thì thôi, Elsu lại đi ra bắn mình. Chắc là gặp ngay bét Elsu rồi các bạn ơi. Team địch như là Zatan kêu hack hack cái gì không biết nữa. Tranh thủ trong khoảng thời gian này thì mình sẽ ép tiếp tục cái trụ đường dưới này nhá. Lấy luôn này. Cứ lấy trụ một cách rất là thoải mái. Đấy. Gần như là trụ team địch bị mình bào gần hết rồi. Bye bye. Giờ phát lệnh đấm mình nhưng mà mình chạy rất nhanh. Thôi lại vào rừng mình farm tiếp đây. Để mà nói đi, trận đấu này mình sẽ quan tâm đặc biệt đến chủ lực team địch. Trước tiên là Zata, sau đó là Elsu, rồi đến The Flash. Ui, tính ra team địch toàn máu giấy thôi. Ngộ không, Elsu, The Flash, rồi Zata. Trời ơi, 4 thành viên máu giấy. Có mỗi một mình Richter là trâu bò thôi. Thế nên trận đấu này mình có thể quẩy được. Tính ra khi mà các bạn cầm Muret mà gặp các vị tướng máu giấy ấy thì rất là sướng luôn. À ngộ không thịt luôn, có ảo anh chạm đây rồi. Lên bàn điểm số. Ngộ không quật cũng đau đấy, đập cũng đau, nhưng mà rất đáng tiếc là vừa sau mình có ảo anh chạm. Thế nên là mình cũng không mất quá nhiều thời gian để mình có thể tích điểm. Tiếp tục lấy luôn cái trụ này nha. Vừa sau mình đẩy có xíu máu, bây giờ mình lấy luôn này. Rồi, hầu hết là những cái trụ của team địch đều bị mình đẩy. Team địch hiện tại mất 4 người rồi đây này. Tranh thủ mình sẽ lấy luôn đường lính xuống cấp ở đường trên. Cứ dọn lính rất là nhanh thôi. Các bạn ăn mạng thì cũng cần phải đi kèm với ép trụ nha. Nhiều bạn thì ăn mạng nhiều quá, mãi mê ăn mạng, sau đó là không ép trụ là hơi bị mệt.
Trận đấu này thì mình không muốn kéo dài về late game bởi vì Ngộ Không team địch ấy, nó late game mạnh lắm. Rồi, mình vừa khen Ngộ Không team địch late game mạnh thì Ryuma chắc tổng là khỉ yếu quá. Đừng có quay thường người khác Ryuma ơi. Lát nữa Ngộ Không nó đập cho không trượt phát nào luôn. Thế nên đấy là lý do tại sao mình từ đầu trận đấu đến giờ, ngoài việc ăn mạng thì mình cũng đã tập trung ép trụ, đẩy lính lên cao. Chính thức hiện tại là mình cũng full đồ rồi nha mọi người. Khi mà Murad full đồ thì chém rất lực. À, trước tiên là cơn tích điểm thôi. Sau đó là ao ánh chám, The Flash bốc cười rồi. Tiếp theo là bây giờ truy sát Richter nha. Chiêu 1 của mình sắp hồi. Nhưng mà nó có thêm cả Zata các bạn ạ. Bây giờ lao vào. Đấy, Zata xong chưa? Rất bóng về. Rồi, ui dồi ôi. Thôi, bán rất là nhanh ra bằng mệnh. Để lên trang bị liềm nha mọi người. Ây, không kịp. Mình ấn lỗi quá. Chết là do mình. Thật sự là vừa xong chết là do mình, không thể trách được ai. Xử lý hơi bị lỗi, hơi bị cồng kềnh. Nếu như mình bán trang bị giáp bằng mạnh nhanh, sau đó mình lên trang bị liềm nhanh thì mình vẫn có thể sống sót được nhờ cái bất tử của trang bị liềm. Nhưng mà mình hơi bị lỗi. Tính ra là vừa sau mình cũng hơi bị sốc bởi vì Ngộ Không đập rất đau. Cũng đúng thôi, thời điểm này là Ngộ Không sắp full đồ rồi. Mình thấy qua Ngộ Không thiếu đúng trang bị như là bạn ấy định lên giáp hộ mạnh thì phải. Tầm này team mình mà ăn được cái con Caesar bạo chúa là hợp lý. Dù sao trong khoảng thời gian này hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian độ khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình nhá. Bằng cách cho mình xin một nút like và ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một nút like nhẹ nhẹ thôi bởi vì là mình thấy clip của mình đăng tải lên ấy ít like quá. Có một nút like xíu xíu thôi mà các bạn hy vọng rằng đừng quên nhá, cho mình xin một nút like cho clip. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo giúp mình nhá. Và bây giờ thì ui, The Flash tưởng đẩy lên cao. Mình đang tính chém The Flash, ai ngờ bạn ấy farm xong rồi bạn ấy lại về rồi. Vấn đề chính nếu như team mình ăn được cái con Caesar bạo chúa thì có thể dễ dàng thắng được. Đấy, Lumbo thì ping rồi. Nhưng mà mỗi tội đồng đội của mình mỗi người một nơi các bạn ạ. Rút lui đi team ơi, mình ping như thế này rồi mà Brian lẫn cả Illumia còn lên rất cao. Thôi thì để mình la vào mình hỗ trợ cho các bạn. Trước tiên là Zata áp sát luôn. Zata có quả cầu bất tử. Ủi lại tốc biến kìa. Thôi thì ảo ảnh trảm này. Trời ơi, bây giờ hết kỹ năng rồi, cứu mình cái. Chiêu 2, rồi sau đó là chiêu 1. May quá mình ngấp ngoái. Thôi mình về đây. Vừa xong thì Richter cũng chết trong cái cú. Bản thân của mình thì ngấp ngoái biến về. Thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm nhá. Bởi vì khi mà đánh nhau ấy, team nào mà thiếu người một cái là team đấy sẽ bị mất đi rất nhiều lợi thế. Hiện tại là team địch mất 4 người rồi. Đây sẽ là cơ hội để team mình có thể ăn được Caesar. Nhưng mà có vẻ như là mình ping thế này, đồng đội của mình không ai để ý thì phải. Murad thì có thể cân được Caesar, mỗi tội là cân hơi lâu, vậy nên là mình không lựa chọn ăn Caesar một mình. Bây giờ thì mình sẽ lên cùng với đồng đội ép trụ, cố gắng làm sao lấy đường lý số cấp thứ hai khu vực đứng giữa đây này. Giờ flash ra ngoài này, để mình chém cho cái. Mình xin. Ok, và có được cái đường lý số cấp thứ hai rồi. Bây giờ căn bản bản thân của mình yếu máu quá các bạn ạ. Trước tiên là mình sẽ cần phải bán cái liềm này nhá, lên cái trang bị giáp bảo mệnh. Sau đó là soạn tiếp trang bị liềm này. Đấy. Để xem có ai vơ vét không nào. Ồ, của Zata các bạn ơi. Zata ơi, mình xin mạng của bạn. Trời ơi, thơm quá. Hiện tại là team địch mất 3 đường mình siêu cấp rồi nha. Đấy. Từ từ, lao vào Ngộ Không. Ui dồi ôi, mất luôn giáp bằng mạnh ạ. Sợ thật. Mình mới lao vào để chén Ngộ Không ra, anh ngờ dính ngay một gậy của nó. Xe ra đi team ơi. Ping như thế này rồi mà chả có ai để ý luôn này. Thôi, tranh thủ cướp sạch nha, có cái gì là cướp cái đấy. Kể cả có bùa đỏ thì chúng ta cướp luôn cái con bùa đỏ cũng được. Cái gì vậy Lumbua? Ui ôi anh Lumbua ơi, đừng. Sợ quá, cơ Lumbua truy sát Ngộ Không. À, có Elsu, bắt lẻ Elsu đây rồi, cơ hội để mình chém. Bắt lẻ được Elsu rồi nha. Thế là bắt được chủ lực team địch rồi. Tiếp theo là mình cứ tích điểm. Sau đó là lao thẳng vào The Flash. Đó, căn sát thương rồi, ảo ánh chám. The Flash bốc ơi, mình có bạn hỗ trợ tôi. Sợ quá cơ. Đi đâu cũng gặp Ngộ Không. Thấy Ngộ Không bây giờ đập rất đau các bạn thấy chưa. Đập phát chết bờ rai. Thôi thì liều ăn nhiều. Quay ngược lại truy sát luôn Ngộ Không này. Mỗi tội Ngộ Không không dám đứng lại. Bây giờ team địch mất 3 người rồi. Ngộ Không thì đang bị Lumbua đuổi. Còn mình nếu như mình tiêu diệt được Richter thì có thể kết thúc được trận đấu. Thôi thì mình cứ lao vào cấu rỉa bằng cách lao chiêu 1. Đấy, sau đó giật về. Tiếp tục là lao vào đánh để có thể tích điểm nhá. Ao ánh chám. Ui ôi, thôi em đùa đấy. Tí nữa thì chết các bạn ạ. À, Ngộ Không à, rất bóng. Bắt làm sao được mình. Đấy, Richter còn xíu máu thôi.
Richter bị lính đập chết các bạn ạ. Thế này thì chúng ta phá thằng nhà chính để có thể kết thúc trận đấu. Ui, một trận đấu rất là vất vả đến thời điểm này. Ok, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.